Hello, xin chào bạn. Hiện tại của mình đang là một cái dòng sản phẩm USB Wi-Fi của Totolink với cái mã là N150USM, rất là nhỏ gọn ha. Thì cái USB Wi-Fi này nó công dụng là giúp các bạn có thể là kết nối thiết bị Wi-Fi giống như là máy tính bàn hoặc là laptop. Các bạn bị hư kẹt Wi-Fi hoặc là không có gì đó thì các bạn có thể là sử dụng cái USB Wi-Fi nhỏ gọn này để các bạn kết nối vào để PC hay là laptop để các bạn có thể dò được và bắt được những cái sóng Wi-Fi để các bạn sử dụng ha. Thì video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập cũng như là sử dụng cái USB Wi-Fi nhỏ gọn này. Và đây là cái thông số bên ngoài cái vỏ hộp của USB ha, thì các bạn có thể nhìn thấy. Đây, rồi bây giờ mình sẽ mở hộp cái USB Wi-Fi này ra. Rồi, khi các bạn mở hộp cái USB Wi-Fi này á, thì nó sẽ có một cái quyển sách hướng dẫn sử dụng nè, cài đặt nhanh. Thì nó có hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt luôn, thì các bạn có thể đọc ở đây. Còn đây là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập luôn ha. Rồi ở đây chúng ta sẽ có một cái đĩa chứa driver của cái USB Wi-Fi này. Thường thì đối với những dòng máy nào có hỗ trợ đĩa DVD á, thì các bạn có thể là bỏ nó vào đọc và copy những cái file cài đặt driver ra. Còn nếu mà không có thì các bạn có thể là sử dụng cái USB tải cái file driver trên mạng về thì chính của chúng ta. Đó, cái USB Wi-Fi nhỏ gọn này ha. Thì trên đây nó có những cái thông số cơ bản thôi, có tín hiệu đèn LED cảnh báo nè. Đó, và cái mã. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng cái laptop này, mình lấy ví dụ là cái card Wi-Fi của mình bị hư đi, mình sẽ sử dụng cái laptop để kết nối. Mình sẽ cắm nó vào cổng USB ha. Rồi, sau khi các bạn cắm vào cổng USB rồi á thì thường thì khi mà những các bạn sử dụng hệ điều hành Win 10 mới nhất á thì những cái driver của những cái thiết bị này nó tự động nhận luôn, thì các bạn không cần cài đặt gì hết. Còn nếu mà bạn đang sử dụng Win thấp hơn giống như là Win 10 bản thấp, Win 8 hay là Win 7 gì đó thì các bạn có thể là thiết lập. Mình sẽ vào kiểm tra thử xem có nhận hay không. Vào trong cái mục driver ha. Rồi, ở đây các bạn thấy là đây là cái card Wi-Fi của laptop mình, nó đang chạy. Còn đây là cái USB Wi-Fi mình rút ra nè. Đó. Thì khi các bạn thấy là mình rút ra nó sẽ bị mất và mình cắm vào nó sẽ nhận. Đồng nghĩa việc là cái máy tính của mình nó đã nhận cái driver luôn rồi. Thì mình sẽ disable cái card này và mình để cái card USB này lại. Các bạn vẫn thấy là nó vẫn dò được bình thường ha, tín hiệu và ổn định. Còn nếu mà các bạn khi cắm vào mà nó chưa có cái này á thì các bạn sẽ tải driver về. Thì ở đây mình có sẵn cái driver của nó luôn rồi. Đây ha, các bạn tải về và giải nén nó ra sẽ được cái này. Sau khi các bạn giải nén xong thì các bạn chỉ bấm nút vào để cài thôi. Đây mình sẽ cài cho các bạn thấy. Các bạn có thể chọn đồng ý với các điều khoản, nhấn nét. Ở đây nó sẽ có hỏi là cài driver, chỉ driver hay là cài driver cho một cái phần mềm quản lý luôn. Thì các bạn sẽ chọn lên cái mục đầu tiên, các bạn nét, chọn install. Rồi quá trình cài này cũng khá là nhanh thôi, tùy thuộc vào cấu hình của máy tính bàn hay laptop của các bạn ha. Ở đây mình lấy ví dụ là đối với những thiết bị nào mà chưa nhận driver các bạn nha, còn cái nào nhận rồi thì các bạn không cần cài đặt. Còn nếu mà các bạn muốn sử dụng cái phần mềm hiển thị thông số thì các bạn cũng có thể là cài đặt cái này về. Ok. Đó, nó hỏi cài đặt xong thì các bạn muốn restart hay không thì các bạn chọn no đi. Rồi, chọn kết thúc quá trình cài đặt thì các bạn thấy là đây nó sẽ hiển thị lên và các bạn sẽ dò được cái mạng Wi-Fi. Và cái phần mềm của mình vừa cài đặt vào đây là phần mềm hiển thị cái thông số nè. Đó, các bạn thấy ha. Đó, bây giờ chúng ta sẽ kết nối với mạng Wi-Fi để mình test thử. Rồi, như vậy là đã kết nối thành công ha. Đây. Rồi và cái phần mềm mà mở lên thì các bạn sẽ thấy những cái thông số đây ha. Tốc độ, địa chỉ IP, Cinemark, rồi băng tần. Đây. Các bạn có thể là nhìn vào đây để các bạn thêm những thông số. Rồi, như vậy là các bạn đã thấy là mình đã kết nối thành công ha. Các bạn rút USB ra. Đó, thì nó sẽ bị mất. Cắm vào thì nó sẽ có lại. Rất là đơn giản đối với cổng USB này, nhỏ gọn các bạn ha. Rồi, vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách thiết lập thành công cái việc là cài đặt cũng như driver của cái USB này. Thì nếu các bạn có gì thắc mắc
thì các bạn có thể comment dưới nội dung video này, mình cũng như là các bạn những phần mềm driver thì mình cũng cung cấp dưới phần mô tả video ha, các bạn có thể tải về và sử dụng. Rồi, cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.